Hello, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Sàn Đề Ốc FT Home. Chúc cho mọi người đang xem video này có một sức khỏe thật là tuyệt vời để vượt qua cái mùa dịch Covid lần này. Cũng như chúc cho mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tôi là Trần Công Đức. Hôm nay Đức sẽ review cho anh chị xem thực tế căn nhà bên Đức 2 tuần nữa sẽ hoàn thiện và bàn giao cho quý khách hàng, nằm trên mặt tiền đường Phước Vĩnh kết nối trực tiếp với lại đường Đinh Đức Thiện. Căn nhà này thì được xây với kiến trúc là một trệt một lầu theo phong cách bán cổ điển. Thì bây giờ Đức sẽ cùng quý anh chị vào xem căn nhà này bên trong nó sẽ có điều gì. Xin mời. Như quý anh chị cũng có thể thấy được là hiện tại là bên Đức đang thi công cái phần cổng. Cổng ở đây là bên Đức làm theo kiến trúc của những cái cổng biệt thự rất là to và kiên cố. Ở phía trên là bên Đức sẽ gác ngang một cái thanh nữa để cho anh chị có thể trồng những cây kiểng hoặc là làm những cái vườn hoa ở trên đây. Đó. Và trước khi vào căn nhà thì đầu tiên anh chị có thể thấy được sau cái cổng đó chính là cái phần sân rất là rộng. Phần sân ở đây là bên Đức chừa ra phần lỗ giới nữa, thì ở đây chúng ta sẽ còn lại là ngang 4 và ngang 5 và dài 4m, tức là khoảng 20m2. Như anh chị cũng có thể thấy được là phần sân của chúng ta là diện tích nó khoảng 20m2, ngang 5m và dài 4m. Anh chị có thể đậu được rất nhiều xe Honda ở đây, cũng như là phần sân này anh chị bên em sẽ lát gạch toàn bộ lên và gạch sẽ được lát bằng gạch chống trơn trượt cho anh chị có thể có con nhỏ là vui đùa thoải mái phía ngoài này, cũng như là tổ chức được một mâm tiệc ở ngoài đây. Đó, thì sau cái phần cổng đó chính là cái phía trong đó. Xin mời anh chị vào xem cái kết cấu của căn nhà phía bên trong nó sẽ như thế nào. Đây, như anh chị có thể thấy được là cái tường của bên Đức xây 2 căn là tường riêng hoàn toàn, cũng như là cột riêng hoàn toàn và tường đôi rất là kiên cố và chắc chắn. Phía bên trong căn nhà thì được ốp gạch rất là sang trọng và đẹp đẽ. Gạch này là đang theo phong cách là đá sỏi cho nên là nhìn rất là kiên cố và chắc chắn đó quý anh chị. Hiện tại Đức đang đứng ở phòng khách của căn nhà. Đây có thể nói là một cái căn phòng được trang trí và thiết kế rất là đẹp và tinh xảo. Như phía trên anh chị cũng có thể thấy được đó là trần ốp thạch cao mang theo phong cách bán cổ điển cũng như là pha phong cách hiện đại. Sau khi mà bàn giao cái trần thạch cao này thì bên Đức sẽ gắn rất là nhiều cái loại đèn led có nhiều màu, thì khi anh chị có thể tùy chỉnh các màu sắc làm cho căn phòng của mình trở nên rất là sang trọng và nó có một cái nét gì đó trẻ trung và năng động. Như ở đây anh chị cũng có thể hình dung được và thấy được tường ở bên Đức toàn bộ là sẽ được ốp gạch cao lên 1m2 toàn bộ căn nhà. Thì đối với nhà nào mà có trẻ em thì sẽ không sợ bám bẩn lên đó. Nếu mà có đồ nó bám lên trên gạch này, chúng ta chỉ cần lấy cái khăn lau một phát là sạch thôi đó. Ở trên đây thì Đức cũng sẽ tô lại cái màu làm cho căn nhà này rất là sáng và xanh và đẹp. Phía bên đây anh chị cũng có thể hình dung được bên Đức có làm một cái vách ngăn, ngăn phòng khách, phòng bếp và cái toilet, giúp cho khi mà những cái người khách hàng của quý vị vào nhà chơi sẽ không bị ảnh hưởng tới cái gian bếp của chúng ta, cũng như là khi mà phòng ngủ chúng ta ra vào sẽ không ảnh hưởng tới việc là chúng ta đang đón tiếp khách phía bên ngoài này. Và đặc biệt nhất là toàn bộ chi tiết trong căn nhà này liên quan tới cửa và cầu thang đều làm bằng gỗ hết. Anh chị có thể thấy được đây, những thanh gỗ rất là chắc chắn luôn quý anh chị. Đấy, ở đây mà bên Đức cũng đã đục và khoan hết toàn bộ rồi, thì chuẩn bị là sẽ lắp vào đây. Lắp vào đây thì khi mà chúng ta đi lên đó là chúng ta sẽ toàn bộ là gỗ hết 100%. Đây, như anh chị cũng có thể thấy được, đây là cái thanh trụ để mà nằm ở phía dưới, nó rất là to, thậm chí là nếu mà hai cái này cộng lại có thể là bự bự cỡ Đức luôn. Đấy, riêng đối với cái phần cầu thang này, như anh chị cũng có thể thấy được là bên Đức ốp đá hoa cương, màu nó lại khác biệt so với cái màu mà bên Đức làm cho cái tấm trắng này, và đặc biệt là nó tẹp tẹp với lại cái màu của cái nền. Cái loại gạch này, cái loại gạch Đức làm nền này là 8 tấc, nó rất là sang trọng và đẹp. Như quý anh chị có thể thấy, nhà này thì mang phong cách là bán cổ điển, vừa hiện đại vừa cổ điển, nhưng mà nó có chấm phá ở những cái là những cái chi tiết của những viên gạch từ cái sân tới cái căn nhà này đều mang phong cách của viên sỏi đá, làm cho cái nhà của chúng ta bước vào rất là sang, nhưng nó lại rất là cứng cáp, chứ không phải mà sang mà nó mềm nhũn ra. Đấy, anh chị có thể đi xuống phía đằng sau để tham quan thêm. Sau phòng khách ấy, là chúng ta sẽ có một cái phòng ở đây là anh chị có thể để là phòng kho hoặc là làm chứa đồ, thậm chí là anh chị có thể là làm một cái phòng nhỏ trong này nữa. Đó. Và sau đây là cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ, cameraman đi vô phòng ngủ quay cho anh chị xem. Đó. Phòng ngủ làm thiết kế rất là rộng, cũng ốp tường toàn bộ là 1m2 nha anh chị. Đó. Và đặc biệt như anh chị có thể nhìn được đây,
Đối với căn nhà này bên Đức Hoàng Thiện là toàn xài đồ cao cấp nha anh chị. Cửa này anh chị thấy gỗ rất là cứng cáp luôn. Và toàn bộ ở đây là bên Đức bảo hành cho anh chị là 2 năm. Toàn bộ bên Đức bảo hành cho anh chị là 2 năm. Riêng đối với vấn đề điện nước thì bên Đức sẽ bảo hành trọn đời nha anh chị. Đấy. Phía đằng sau rồi chúng ta cũng có thể thấy được là điện nước bên Đức ấy, toàn là đi âm tường hết. Riêng các điện nước này là bên Đức bảo hành là trọn đời. Có xảy ra sự cố gì về điện nước là bên Đức sẽ qua và hỗ trợ cho anh chị toàn bộ. Đây là cái gian bếp của căn nhà. Gian bếp của căn nhà thì bên Đức có chừa ra một cái khoảng này để bên Đức xây cái gian bếp lên đó. Và khi bàn giao cái căn nhà này cho anh chị thì bên Đức sẽ lắp toàn bộ là tủ gỗ hết. Tủ của bếp Đức xin nhắc lại là toàn bộ là tủ gỗ hết. Và giá mà bên Đức làm để tặng cho quý anh chị ở đây về cái tủ này đó chính nó khoảng đâu hơn 4 triệu một mét ngang, 4 triệu một mét tới. Đối với cái bếp này là trên dưới đều là gỗ. Đó, phía trên thì bên Đức cũng sẽ gắn một bộ đèn chùm cho quý anh chị cũng như là các cái đèn led gắn lên trên cái lao phong ở đây. Phía đằng sau này anh chị còn được thêm tặng thêm một cái khoảng đất trống phía đằng sau rất là rộng. Như cái khoảng này là anh chị có thể là làm được rất là nhiều điều như là trồng một số cái rau cũng như là trồng hoa ha. Toilet của bên Đức xây á, đặc biệt nhất là toilet bên Đức là xây ở phía bên ngoài. Anh chị có thể thấy được toilet rất là rộng rãi. Vì đất của chúng ta rất là rộng cho nên chúng ta sẽ đưa cái toilet ra phía bên ngoài luôn anh chị. Và khi mà đưa ra cái bên ngoài như thế này là anh chị sẽ có một cái lợi đó. Tức là có rất nhiều nhà người ta đưa toilet vào phía bên trong. Thì cái này nó sẽ bất cập đối với khi mà anh chị mà giống như là vợ Đức mà đang nấu nướng ấy, hoặc là đang cho con ăn hoặc đang tiếp khách ở phía bên ngoài mà tự nhiên mình lại đi vệ sinh thì nó lại có một cái gì đó là nó không hợp lý cho lắm. Cho nên khi mà đưa cái toilet ra bên ngoài thì những cái người ta đang sử dụng phòng bếp người ta sẽ không bị ảnh hưởng. Đó là một cái điều mà bên Đức muốn dành tặng cho quý khách hàng. Còn cửa trước và cửa sau bên Đức là toàn là bằng cửa sắt và rất kiên cố nha anh chị. Có thể thấy được là chi tiết của căn nhà ở đây rất là cứng cáp. Bây giờ thì Đức sẽ cùng quý anh chị đi lên trên lầu để tham quan xem trên lầu nó có những gì nha. Cầu thang này thì là bên Đức làm là theo cái cũng theo số. Số học đây là sinh lão bệnh tử nó đi cũng rất là đầy đủ ha, nó rơi vào chữ sinh nha anh chị. Đấy. Bên Đức là ốp gạch, cầu thang vẫn ốp gạch cho quý anh chị luôn. Hiện tại Đức đang đứng trên lầu 1 của căn nhà, thì lầu 1 của căn nhà bao gồm là 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. 3 phòng ngủ rất là rộng nha anh chị, như anh chị có thể thấy được đây là một cái phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên còn gọi là phòng master bedroom thì phòng ngủ này là có cái diện tích lớn nhất và so với hai phòng kia là nó bự hơn rất là nhiều. Như đây anh chị cũng có thể thấy được cửa này là chuẩn bị được Đức gắn vào này, thì cái cửa gỗ này sau khi gắn vào là bên Đức sẽ sơn lại thì nó sẽ ra một cái màu rất là đẹp đó. Phía trên là bên Đức dẫn ốp trần thạch cao cho anh chị luôn nha, phía trên là ốp trần thạch cao luôn chứ không phải là ốp lau phòng bình thường. Tường dẫn được ốp là 1m2 rất là đẹp. Đây có một số cái lưu ý mà Đức cũng sẽ hướng dẫn cho quý anh chị. Camera quay lại gần đây nè. Khi anh chị đi mua nhà đó thì anh chị nên kiểm tra thứ nhất đó, là về cái chất lượng của cái viên gạch này. Khi mà mình nhìn á nó có đồng màu hay không. Cái thứ hai là cái độ dày của cái viên gạch này nè. Và cái thứ ba nữa đó chính là những cái hoa văn chi tiết này nó có lên màu nổi hay không hay là nó mờ mờ. Thì để kiểm tra chất lượng của viên gạch, như cái viên gạch này á, mà bên Đức xây, bên Đức gắn cho anh chị ở đây là gần 200.000 một mét vuông. Chứ nó không có rẻ nha anh chị. Viên gạch này là viên gạch loại tốt luôn nha anh chị. Bây giờ mời anh chị ra xem hai cái phòng phía đằng sau. Đức đang đứng tại hành lang kết nối giữa phòng ngủ lớn và hai cái phòng ngủ phía đằng sau, cũng như là cái đường nối thẳng trực tiếp với toilet. Ở đây là bên Đức làm toilet ngoài cho nên là có thể thuận tiện cho cái việc là sử dụng toilet. Ở đây thì anh chị có thể thấy được hành lang bên Đức làm rất là rộng, rất là rộng, lên tới gần 2m đó. Và cũng như cái phòng ngủ của bên Đức, quay camera quay cái phòng ngủ cho mọi người xem. Phòng ngủ ở đây tuy là nói là phòng ngủ nhỏ căn nhà nhưng nó cũng rất là rộng và rất là lớn. Đấy, cửa cũng được ốp gỗ toàn bộ. Đức xin nhắc lại nha, căn nhà này bên Đức làm hoàn thiện là toàn chất liệu xịn thôi anh chị. Như ở đây cái nhà vệ sinh anh chị cũng có thể thấy được nó rất là rộng, rất là rộng luôn. Đây là cái phòng ngủ cuối cùng của căn nhà, phòng ngủ này nó cũng rất là lớn. Ở đây mà anh chị có thể là đặt một cái giường này, đặt cái tủ này, đặt cái bàn trang điểm phía bên này nó cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Đức xin tổng hợp lại
Tất cả các đặc điểm nổi trội của căn nhà này, thứ nhất là về kết cấu, nhà này xây một trệt một lầu và tấm ở đây là đổ tấm 70%, cũng như tường đây là tường riêng, móng riêng và cột riêng. Tường là đây là tường 20 và bên Đức làm hoàn thiện bàn giao cho căn nhà này là chìa khóa trao tay, anh chị chỉ cần mua một ít nội thất vào để ở thôi. Toàn bộ là bên Đức đã thiết kế và hoàn thiện hết rồi. Đằng trước cổng của bên Đức là làm cổng kiên cố, y như là cổng của một căn biệt thự. Còn ở phía bên trong nhà thì tường toàn bộ căn nhà được ốp gạch lên đến 1m2 và gạch ở dưới nền là gạch 80, rất là sang trọng. Ở trên thì là bên Đức ốp toàn bộ là lau phông và thạch cao và được đi các đường điện âm và nước âm ở phía sau trong tường. Giá của căn nhà này hiện tại bên Đức đang bán với mức giá là 2.159.000.000, sẽ hỗ trợ ưu đãi cho khách hàng vì đây là căn nhà mặt tiền đường, cho nên sẽ có cái chính sách là tặng gói cho thuê lại 5.000.000 một tháng, kèm theo là chính sách tặng nội thất đối với anh chị nào là mua để ở ngay, đó chính là tặng được nội thất là bao gồm là một bộ ghế sofa, một cái tivi và một cái tủ lạnh. Riêng đối với anh chị nào đặt cọc trước Tết thì anh chị sẽ được tặng 5 chỉ vàng. Tổng giá trị ưu đãi cho anh chị lên tới gần 100.000.000. Và Đức cũng xin lưu ý lại rằng vì đây là căn nhà bên Đức đã xây trước tháng 11 năm 2021, cho nên giá của nó về xây dựng nó tương đối rẻ so với những căn bây giờ mới xây. Đối với cái mặt tiền đường này hiện tại bên Đức bán, nếu mà tính về giá mét vuông, nó chỉ đâu đó rơi vào khoảng 10 đến 11 triệu thôi. Nhưng mà giá thực tế của cái mặt tiền đường này nó phải là 13 tới 14 triệu là anh chị đã tiết kiệm được 2 đến 300 triệu. Còn riêng về phần xây dựng, nếu mà xây dựng giống y chang như căn của bên Đức với chất liệu và các cái nội thất như thế này thì giá hoàn thiện nó phải là gần 5 triệu rưỡi một mét vuông. Cho nên nếu anh chị mua căn nhà này để dành tới qua năm thì giá chắc chắn nó phải là gần 2.5 tỷ. Còn bây giờ bên Đức bán cho anh chị với giá 2.159.000.000 là quá tuyệt vời cho quý anh chị về giá. Cho nên hãy nhanh chóng liên hệ với Đức. Riêng căn nhà này là bên Đức hỗ trợ trả chậm cho quý anh chị là đặt cọc 100 triệu. Sau đó trong vòng 4 tháng anh chị mới phải thanh toán và ra công chứng thanh toán phần tiền còn lại. Sổ sách pháp lý tất cả mọi thứ là bên Đức sẽ hỗ trợ hết cho quý khách hàng, không phải thêm chi phí nào cả. Và giá này đã bao gồm giá VAT. Và đặc biệt hơn, Đức xin nhắc lại, đây là nhà sổ hồng riêng, mặt tiền đường, thổ 100%. Hiện tại Đức đang có hai căn đang bán đồng giá với nhau. Anh chị nào lấy sớm thì anh chị sẽ được tặng thêm một cái phần đất ở phía đằng sau là hơn mười mấy mét vuông. Đó, anh chị nào mua sớm thì sẽ được lấy cái căn bên này và sẽ được tặng thêm mười mấy mét vuông đất phía đằng sau nữa. Và hai căn thì đồng chất liệu với nhau. Đó, Đức xin nhắc lại, giá là 2.159.000.000. Nếu trừ hết các khoản chiết khấu thì sẽ đâu đó khoảng hơn 2 tỷ một chút xíu thôi. Nhà sổ hồng riêng, cách chợ Bình Chánh chỉ có 4 km. Từ đây ra chợ Cầu Tràm chỉ có 500m. Căn nhà này nằm trên mặt tiền đường Phước Vĩnh, kết nối trực tiếp với lại Đinh Đức Thiện. Và phía sau căn nhà này là rất nhiều dự án đang được triển khai. Đặc biệt nhất là nhà trong năm 2022 sẽ được triển khai thêm 400 căn nữa. Và hiện tại trên cái mặt tiền đường này đã có hơn 200 hộ người ta đã về ở rồi và có hơn 400 căn nhà đã được xây. Khu này rất là đông đúc, anh chị nào mua để kinh doanh buôn bán thì rất là tuyệt vời. Trong năm 2022, khu này sẽ mở bán thêm gần 400 căn nhà nữa. Đó là lý do tại sao anh chị mua đầu tư cũng được mà mua an cư thì căn nhà này quá tuyệt vời về phần giá tiền cho anh chị rồi. Hãy nhanh chóng liên hệ với Đức qua số 0949698415 hoặc số Zalo 0933361188. Nhanh tay gọi ngay cho Đức. Hãy like và subscribe cũng như chia sẻ cái video này cho thật nhiều người. Đức sẽ hỗ trợ cho các anh chị nào mua bên Đức mà có like video và share, sẽ tặng cho anh chị một chỉ vàng khi anh chị có like và share video này. Xin chào và hẹn gặp lại.